Quang Đẩu xin chào các bạn. Qua những ngày đất nước Việt Nam và toàn thế giới là đương đầu chống dịch Covid-19, và những ngày gần đây như ngày 9, ngày 10 thì ở Phan Thiết Bình Thuận chúng tôi đã có một cái ca gọi là ca thứ 34 xảy ra tại đất Phan Thiết Bình Thuận. Và qua những lời đồn đại và những sự xôn xao trong tình hình cuộc sống của Phan Thiết thì nói chung là nó đầy ắp những cái gì đó mà bà con của mình nó không được thoải mái qua cái ca thứ 34 này. Những nhạc sĩ như anh em chúng tôi, ví dụ như là nhạc sĩ Trung Hà cũng đã viết về virus corona, và nhạc và ca sĩ Trung Kiên là anh của nhạc sĩ Trung Hà cũng đã hát. Và kế bên cạnh đó thì tôi cũng được nghe một ca khúc của nhạc sĩ tiến sĩ toán học Lê Thống Nhất. Thì bài đó nói chung là từ ngày giờ tôi cũng lấy bài đó để phổ biến rộng rãi ở trên mạng internet. Và mấy tiếng đồng hồ đây thì nhạc sĩ Minh Lộc cũng đã post vào Facebook của tôi cũng có những ca từ có những ý tứ về đánh virus corona. Thì đọc những lời, những thứ thì tôi cũng có những cái cảm hứng về riêng bản thân tôi, và tôi đã viết đây mấy dòng đây các bạn. Đấy, viết còn xóa bỏ chưa có cái lời vi tính chưa có cái gì. Và tôi cũng sẽ sẵn sàng hát qua cho các bạn nghe những cái ngẫu hứng của tôi qua những cái sự việc sự cố của thành phố Phan Thiết xảy ra, và ngay cả toàn nước trên thế giới cũng đã diễn ra. Những lời lẽ thì nói chung là cũng chưa có chính xác lắm, nhưng ở đây là tính chất là thời sự, mang tính chất là thời sự. Tôi thường viết những bài hát mang tính chất thời sự nhiều hơn, cho nên các bạn cũng rất hết sức thông cảm cho nhạc sĩ Quang Đậu. Và sau đây là tôi cũng sẽ trình bày qua cái ngẫu hứng của tôi cho các bạn nghe.
lòng thanh thanh cội phát na Việt Nam đất nước tôi toàn dân thanh cội phát na Việt Nam đất nước tôi một lòng cùng thế giới đoàn kết đánh cội phát na. Quang Đậu xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài hát rất ngẫu hứng, cho nên có những lời mà nó chưa có chuẩn thì các bạn hết sức thông cảm. Đây là cái truyền thông, thông tin truyền truyền đánh giặc Corona, hưởng ứng với nhạc sĩ Đinh Trung Hà, ca sĩ Trung Kiên và cùng nhạc sĩ tiến sĩ Lê Thống Nhất ở Hà Nội. Các em Lê Hải và nhạc sĩ Nguyễn Hải cũng đã thành công trong cái bài hát đánh giặc Corona. Và một lần nữa, Quang Đậu với đánh giặc Corona, Lê Thống Nhất, Quang Đậu cũng xin thành thật cảm ơn các bạn lắng nghe qua bài hát. Tự thì chưa có, nhưng có thể nói rằng là tự để Việt Nam đánh Corona cùng toàn thế giới. Xin chân thành cảm ơn các bạn.